tham gia không? Mình hãy nhớ này các bạn, khi màu đỏ chúng ta phải dừng lại, khi màu vàng chúng ta phải chuẩn bị, thì màu xanh lá cây chúng ta mới chạy nhanh qua đường. Mình xin kết thúc video tại đây. Khi nào các bạn hãy thích video của Phương Nguyên Channel, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Phương Nguyên Channel nha.